Thôi ở đây nha con, ở với mẹ đêm mà, đêm với ngày nay rồi đó. Thôi giờ giờ con ở với ba Lê cho sướng nha, cuộc đời còn lại nghe, cho sung sướng nha con. Không biết chủ con là ai, già hay trẻ mà mất dạy quá. Bỏ nhỏ giữa đường mà mưa gió bẩn cứng đó con, bẩn cứng chờ chủ á. Chào cả nhà. Thì cách đây 2 tiếng thì mình có nhận cuộc điện thoại của một người cô ha, cô tên Phượng ha cô ha. Thì hôm nay không biết cô Phượng gặp bé chó này trong hoàn cảnh nào mà muốn trao cho mấy ấm mình đó cả nhà. Đó thì mình sẽ hỏi cô Phượng vài câu ha cả nhà ha, để biết bé chó này từ đâu ha. Bé chó này ở đâu ra con cô Phượng ha? Hôm qua con đi chợ, đó cô mới gặp nó đứng bên lề đường nhà con. Là con nghi là con chó này bị bỏ rồi, cái cô mới đi quằn lại cô bé mà nó không chịu. Vậy hả? Nó cứ nhảy xuống. Thì cô sợ là chắc nó có chủ, sợ là lỡ chủ nó ra nó bị ăn cắp. Thôi cô để nó lại cô đi. Xong cô về nhà rồi cái đến trưa cô nằm ngủ không. Cô lên lại là lúc đó này gì cái này. Này cái chuyện dơ. Nó vẫn đứng góc đó con, mà trời mưa ướt gì đó. Con thấy chiều đó con bé về nhà là con gọi cho con chuyện qua đó. Dạ. Bé về là con gọi liền đó. À, là cô gặp nó giữa đường ở đường nào ha cô ha, để con biết á. Đường 404, mà cái đường đó chỉ thẳng lên Lê Văn Việt. À, là nó chung đường Lê Văn Việt Thủ Đức đó ha. Quận 9. Dạ. Là lúc đó nó người mình mẩy nhem mà ha. Ướt me mà cô. Mà cô có hỏi người gần đó không mà cô bắt cô người ta rồi. Trời ơi, cô bế đi dọc cô hỏi không kêu không có ai hết đó. À, thấy hồi sáng sớm mà sáng sớm rồi. Dạ. Sao mà cô mới đem cái giỏ cô bế về chứ. Từ sáng đến trời mưa mà nếu mà có chủ đó đã chạy về nhà rồi con thấy không? Dạ. Trời ơi, ai mà nuôi ác cho con nè. Mà sao nuôi sống này con thấy như là càng ngày càng nhiều luôn á. Đúng rồi, nuôi càng đó. Ngày ra cái luật mà bảo đánh đập ngược đãi rồi dục, bây giờ không có đánh đập nữa mà dục. Dục nuôi không thích nuôi nữa là dục. Đó giờ là cô nói chuyện thì ai mà có nuôi thú vật thì gần xa thương dừng mấy còn không nuôi gì thôi. Thì nuôi mà, thì thương tới cùng luôn, đừng có bỏ mũi chồng tội lắm. Mà cô bơ ẩm nó vậy luôn, nó không cắn luôn ha. Không, trời ơi, nó nghiêng cái đầu nó nhìn cô nè. Trời ơi, nên cái cầu cứu mình á. Giống như là lâu là nó ở nhà mình lâu luôn. Mấy chó này giống như bé chó kiển vậy nè. Cái lông xù xù rồi nè. Đúng rồi, còn có một cái lông nè. Dạ. Mà sao gì mà bỏ cái lưỡi vô cái này. Cái lưỡi nè. Ờ. Đây nè. Ông mang vô mấy ấm nha. Nha, về ở với tôi nha. Nghe không? Thì cô có đặt tên cho nó chưa? Chưa. Chưa hả? Cô nó đặt tên là lượm này, thằng lượm. Lượm hả? Lượm hay là rơi gì á? Lượm rơi hả? Con đặt cho nó đẹp chút. Thôi để đặt cho đẹp đi cô ơi. Cho nó sung sướng một chút. Thôi để mình con á thì con nhặt bé trên cái đoạn đường nào con đặt cái đường đoạn đường đó. Đi. Thôi đặt nó tên Việt đi ha. Đúng rồi. Nó con trai luôn nè. Con trai đúng rồi. Ừ. Nha, về ở với tôi nha, Việt nha. Nghe không? Nha, đây bà về với ba nha. Trời mưa mà cô nghe. Nó nghiêng cái đầu đó, con thấy nó hiền ghê không? Mà nghĩ chó gì mà sao bỏ tội với con hả? Dạ. Nó đâu có gì đâu con. Mà. Dạ. Nha, về với ba nha. Ba lo cho con nha. Nghe không? Trời mặt dễ thương nhiều, bỏ nè cả nhà. Vậy mà bỏ con ơi. Hiền khô hả cô? Nó nghiêng, trời ơi, nó cô bé nên nó chịu bé nè. À, cái lông sầm sầm, tay cắn giá hay gì đó đó. Thương mà bỏ gì mà bỏ em mà không biết ai giờ rồi mà bỏ em mà biết già hay trẻ mà ác quá. Trời coi ơi. Dùm cái clip này coi dùm đó. Ác quá. Bé có đâu con? Đó ngoài bãi rau muống á cô. Cái thùng giấy đó. Ôi, Việt. Tên đặt tên đẹp ghê không? Tên Việt. Việt. Đó cả nhà. Ở nhà thấy tội nghiệp không? Mà không biết là cái con bé này là nó bị bệnh hay là như thế nào hả cô ha? Nhiều lắm con. Nhiều lắm hả? Bệnh mà sao ăn. Thì bây con thấy nó cũng đi phân bình thường luôn nè. Lúc cô đem về thì nó nhám không ăn, cái khỏi vừa nửa tiếng sau nó ăn ba chén mặn nhanh lắm. Có ve không cô?
vui vẻ không? Có ve nhưng mà ve chút trong mới được sinh ra là tôi thấy cũng có nè. Dạ. À, cũng không nhiều lắm. Nó cũng lớn tuổi rồi đó. Chắc già, nhìn cái mặt nó già đó. Nó cũng lớn tuổi rồi. Công nghiệp quá trời luôn. Lớn già rồi không làm được cái gì nữa. Cái liệm con hả con, không mà nó cũng cắt lông, nó tỉa lông rồi đàng hoàng. Đúng rồi. Cái này người ta nuôi, người ta giữ nhà nè, cuối cùng giữ nhà không được dục nè, đúng không? Hả? Về với ba lê nha con, ở cho sung sướng cuộc đời còn lại đi. Ở đây mấy ấm còn nhiều luôn rồi, đầy luôn. 300 con chứ con. 350 luôn rồi. Hỏi chừng này cũng có, ngày cũng có, con nhíp con xuống rồi. À, còn tôi, con bé Na ở Long An. Pin nha, con đó, vừa xe rồi. Thì nó, tụi nó... con cũng đang cố gắng để giúp nó cô. Dạ. Trời ơi, cô con bà mà thấy thương quá. Dạ. Mà sao chủ nó, mà không có thấy nén là thật sự tính thì cũng là không đúng. Tại vì nó là con thú, nó không biết gì hết. Mà chủ nó dắt lên như vậy thì chủ nó có trách nhiệm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chủ nó đã nó chịu trách nhiệm hết rồi, còn nó đâu có tội gì đâu mà. Dạ. Thấy như vậy là không được, như vậy là không được. Dạ. Thì mình đợi cái mình là người dân mà không lên tiếng được. Thì sẵn qua cái clip này nè, thì cô có muốn nhắn nhủ đôi lời gì đến những người mà đang bỏ rơi những cái thú cưng của mình, rồi đánh đập, rồi làm thịt tụi nó không hả cô ha? Thì qua cái clip này thì cô cũng nhắn nhủ là anh chị em cô bác gần xa, hễ mà nuôi thú cưng á thì phải nuôi cho đàng hoàng, có trách nhiệm, nuôi cho đến cùng, đến khi em nó bệnh nó chết thì rồi thôi, chứ đừng có bỏ giữa chừng là tội lắm, có bơ vơ không biết ở đâu mà nó lương tựa. Rồi chạy ra chạy lại xe rồi đụng tội lắm. Đó, cô cho nhắc ngủ vậy thôi. Đó thì... mình phải có cái tâm. Đó, mình phải có cái tâm. Dạ. Đó, cô thấy đó. Như là mình đi. Nhiều khi con người mình á, có nguồn, có gốc, phải không? Có cha, có mẹ, có ông, có bà. Nhưng mà đối với tụi nó là cái loài động vật bốn chân trung thành nhất luôn. Trung thành nhất thế giới luôn. Nhưng mà... nhiều khi lọt lòng ra rồi á, cũng không biết ba biết mẹ là ai, cũng không biết ông biết bà là ai á, rồi á con người á sai đâu đánh đó thôi, rồi con người muốn giết thì nó chết thì thôi. Còn ví dụ như nếu mà người nào mà thương nó thì nó được hạnh phúc, còn không ấy á thì dục nó ra mưa ra nắng, rồi nhiều khi á, đó cô thấy không, những bé chó bị tai nạn xong cái dục cùng gác luôn, muốn làm gì làm. Ác quá trời ác luôn, không hiểu nổi luôn. Đó như buổi đợt mà cô chở cho còn mấy con đó. Dạ. Cái cô kêu là con kêu chở về hai đứa. Trời ơi, cô sợ quá, cô nằm cô ngủ kia, chở về nó sẽ báo cho là mấy thằng lọc. Thỉnh thoảng rồi thôi hạn chế thăm, để ra rồi thôi, người ta nuôi đàn rồi. Đó thì cũng như những cái clip khác. Thì khi mà con quay clip này nè, con cũng muốn nói cô, nêu cho cô biết những cái quy định của mấy ấm của con á. Ở một khi mà đứa nào mà chẳng hạn như cô lụm cô nhặt hay như thế nào ngược đãi là mẫu gì đó, cô mang vô mấy ấm con thì con sẽ nhận tụi nó làm con của con sẽ nuôi nó hết chọn cái kiếp đó, chứ không phải mà uống vô rồi vô uống gà ra là cái chắc chắn điều đó không được rồi đó. Thì con bé này nói cô nè, trước tiên á là chút về con sẽ tắm rửa cho nó xong xuôi, rồi test bệnh cho nó xong, rồi chích ngừa sổ dung, uống thuốc ve đầy đủ. Tại vì ai cũng vậy, con người mình cũng vậy, lâu lâu cũng phải đi khám bệnh chứ. Mà mình khám mà mình bị bệnh thì còn mình biết nói này nọ, nhức đầu, đau bụng phải không? Còn đối với nó đâu có biết cái gì đâu. Nhiều khi nó nhức, nó đau chỗ nào mình đâu có biết. Đó. Thôi thì cô nhắn nhủ nó vài lời đi rồi con ẵm nó vô mấy ấm nha. Tôi ở đây nha con, ở với mẹ đêm mà, đêm với ngày nay rồi đó. Thôi giờ con ở với ba lê cho sướng nha, cuộc đời còn lại nha, cho sung sướng nha con. Không biết chủ con là ai, già hay trẻ mà mất dạy quá. Bỏ nhỏ giữa đường mà mưa gió bẩn đứng đó con, bẩn đứng chờ chủ á. Vậy hả? Mưa vậy, thì ý lúc con lên, lúc sáng con lên ra con đi chợ gặp rồi con béo, nó không chịu nó cứ phóng xuống. Thì con nghĩ là có đâu có chủ. Ai nhẹ cái con về con ngủ không yên, ăn cơm cũng được luôn. Cái con mới đi lúc có 12:30 con lên con còn không, mà vẫn còn lúc có 1 giờ mưa rồi. Nhiều khi nó chờ á, chờ chủ đó. Chủ tới nha con. Nhưng mà nó đâu có biết là chủ nó bỏ nó đâu. Trời mưa mà ướt mà run xong nó thấy cô tại sáng hồi sáng cô đó dạ. Rồi. Cái nó nghiêng cái đầu nó nhìn nhìn con trời ghê sao. Có nhiều người chủ ngộ lắm. Chẳng hạn như muốn bỏ cái đem vô chùa nè. Rồi bỏ trước cổng chùa nè. Rồi đi siêu thị với cái giải bộ cột cho nó luôn cứ như vậy đó. Tụi nó mấy người vậy sao cũng đừng nuôi nữa.
nhưng mà người ta giống như là nuôi theo cái kiểu mà phong trào, phong trào lúc là nhỏ nè, như chó nè, như bé chó này nhỏ chắc cũng dễ thương. Nuôi giờ già rồi xấu xí mà mặt cũng còn đẹp, còn mấy mắt cũng còn đúng rồi. Con bé này bé lông xù nè, nhưng mà cũng được chủ cạo lông này nọ mà không biết cái lý do tại sao thì đó. Thôi con cũng cảm ơn cô nhiều nha cô Phượng nha. Thôi cô chờ tí xíu để con mang cái chuồng bỏ bây giờ để em nó chạy á nha. Cô cũng trông cho hai vợ chồng con có sức khỏe nhiều nhiều để mang nhiều nhiều bé tiếp. Trời ơi, ngày nào cũng có cô ơi. Trời ơi, cô cứ nói là con chọn lên nhà ở Đồng Nai, con nói chết rồi, nhà ở Đồng Nai xa quá, lỡ có chuyện gì sao đi đây. Thì con á, trong cái clip á thì con không có tiết lộ cái địa chỉ, thì con chỉ nói là Đồng Nai thôi ha cô ha, tại cũng muốn bảo vệ cho tụi nó thôi. Con nói gì không biết mà lúc gọi điện cô quên hỏi con. Đúng rồi. Dạ, con cảm ơn cô Phượng nha. Còn hết dạ.